Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình giao thông xung quanh hội trường Thống Nhất số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh lưu thông ổn định. Cụ thể, từ sáng sớm đã có rất đông các đoàn thể, người dân tập trung về hội trường để chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù mật độ xe cộ đông đúc, tuy nhiên các tuyến đường kết nối xung quanh như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Hàng Thuyên, đường Lê Duẩn, đường Baxter không bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển thuận tiện. Tại các giao lộ, lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các thanh niên tình nguyện cũng có mặt từ 6 giờ sáng để hỗ trợ hướng dẫn người dân di chuyển dễ dàng hơn. Lưu lượng hôm nay thì rất là đông, bởi vì hôm nay có các đoàn đại biểu xuống để tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiệm vụ của em thì là những tình nguyện viên sẽ hỗ trợ giúp các lực lượng giao thông để điều phối và giữ an toàn. Hôm nay thì em làm công việc điều tiết xe cộ, em làm bên an ninh thì mọi người hôm nay xe đi rất là đông, nhưng mà lực lượng an ninh cũng như là các anh cảnh sát thì hỗ trợ rất là tích cực, nên là hiện tại xe rất là di chuyển rất là thông thoáng. Theo ghi nhận, các đoàn đến viếng còn di chuyển bằng xe chung nhằm giảm áp lực giao thông. Ngoài ra, người dân khi đi xe máy có thể gửi xe tại công viên 30 tháng 4 đối diện hội trường Thống Nhất. Người dân đến đây thì dự tang lễ thì mình cứ gửi xe vòng vòng công viên 30 tháng 4 và giữ xe miễn phí của lực lượng thanh niên xung phong . Nói chung sáng giờ lượng xe thì cũng hơi bị đông, nhưng mà người dân thì khoảng 1 giờ gì đó mới đi viếng được. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 ngày 26 tháng 7, lễ truy điệu lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7. Trong đó, người dân có thể đến viếng vào khung giờ 13 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và 7 giờ đến 12 giờ 30 ngày 26 tháng 7.